Tôi nói đây theo tiêu chuẩn của cái phở ồ giá. Khi bạn vào làm waiter, waitress ở đây, chuyện gì cũng biết làm, không biết làm thì học, thì hỏi. Thì như vậy, cái việc làm nó chắc hơn. Còn tiền lương đó hả? Khi hỏi tôi lương bao nhiêu, tôi sẽ trả lời tùy theo con hay tùy theo cháu hay tụi em. Muốn bao nhiêu cho chú biết. Tại vì tôi không trả lương trên cái khả năng làm việc, mà tôi trả lương trên cái đời sống của con người, cái nhu cầu của con người. Nè, nói nghe nè, hôm rày ăn quá xa ăn rồi, nhưng mà có một món cũng là phở mà rất quen thuộc với mọi người, đó là phở đặc biệt. Thường thường dùng cái chữ phở đặc biệt, tiệm phở nào cũng vậy, dùng chữ phở đặc biệt là biết nó là cái gì. Tức là trong một sự tổng hợp tái nè, nạm nè, gầu nè, gân, sách nè, vè nè, rồi bò giò viên nè, thấy không, coi như 7 món. Rồi còn thêm gì nữa thì không biết, nhiều lắm luôn. Rồi bây giờ mình ăn thử một cái tô phở đặc biệt của tiệm phở Ô Già. Vietnamese Cuisine là một cái quán bên đường của Việt Thảo ở tại thành phố Katy, Texas. Nha. Rồi. Đây. Úi chà. Bây giờ nè. Bỏ luôn cái dĩa dưới nha. Bỏ luôn dĩa dưới. Nóng quá. Còn chú giữ cái đĩa. Đây. Rồi. Nóng quá. Rồi cảm ơn. Gì đi. Ok. Cái tô phở đặc biệt này hoàn toàn rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đặc biệt tức là thí dụ như dùng tái là pica nhà, hay là dùng tái là beef tenderloin, hay là filet mignon, đó nó là đặc biệt, hay là wagyu thí dụ vậy. Cho nên cái tái này tái rất bình thường nha. Dạ. Yeah. Nạm gầu gân sách gì cũng vậy là nó rất bình thường hết. Nhưng mà tổng hợp nhiều món thành một tô phở đặc biệt của phở Ô Già. Đây, thử cái muỗng này, muỗng lớn nè. Ôi trời, xin phép nha. Đương nhiên là để nhằm giới thiệu một cái thức ăn, một cái món ăn mà mang cái tính văn hóa, ẩm thực của dân tộc. Nói tiếng phở mà, của miền Bắc là xuất phát trước hết. Cho nên ăn á, thì cũng có nhiều cách ăn. Mà Diệp Thảo là lai rồi, người Nam nữa, cho nên ăn phở chắc chắn là không đúng đâu. Cho nên cho phép Việt Thảo được ăn thoải mái, ăn sao cho ngon miệng, ăn kiểu của Việt Thảo nha. Nó gọi là MC Việt Thảo eating, chứ không phải cooking nữa. Ăn theo phong cách của Việt Thảo. Eating style, ok. Đầu tiên nước súp. Nó nóng quá. Nóng quá mà húp giấy nên nó mới đã. Tôi chịu luôn. Cái nước súp này nói thẳng nha, của Việt Thảo nấu nha. Công thức của Việt Thảo nha. Cách nấu theo Việt Thảo nha. Cho nên các bạn thấy nước nó trong nè. Cái mà nó hơi màu hồng đậm là tại vì cái nước tái nó ra. Dạ. Đó, nước trong vắt như thế này nè. Ui chà, cái tay rung. Ok. Ui chà, ngon quá. Cái này là ăn thẳng luôn chứ khỏi có chan nếm nêm gì nó hết luôn. Ăn bên tái trước. Ngon quá. Đó, cái tiếng ồn ào ở phía sau đó là nhiều anh em ở tại Wichita, một tiểu bang của nước Mỹ đến ăn. Có khoảng có chừng 20 người theo đạo Muslim, họ Hồi giáo, một chút cũng sẽ đến ăn nữa. Họ đặt bàn trước, 20 người đến sẽ đến nữa. Bây giờ mình ăn cho lẹ. Ok. Ôi ngon. Đây. Cái này nó gọi là nạm vè nhé, hay là Việt Thảo thì thích gọi là nạm gầu vàng. Cái phần này gọi là mỡ nè, mạm vàng thì là gầu, gầu là mỡ nha.
ngay giữa là thịt là nạm, là tại vì thịt chín gọi là nạm, nạm gầu vàng, cái này hơi khó kiếm. Cho nên khi các bạn mà đến ăn ở phở Ô Già, mà nếu hên thì mình có nha, không có là nạm gầu mà trắng nha. Chứ đừng nói là sao tôi thấy ông Dược Thảo ăn vàng mà tôi ăn trắng, không có nha. Thường thường nạm gầu màu trắng, vàng là đặc biệt lắm, lâu lâu mới có. Nó giòn, nhai đã cái miệng luôn. Cho Dược Thảo ăn cho ngon nha. Đây bò chị Duyên nè. Đây là nạm nè. Chú ơi, cho chú xin hành trần nước béo. Dạ. Cái miếng nạm là cái nguyên một cục thịt nha. Khi mà mình nấu phở đó, mình bỏ nó vô, mình luộc. Luộc khoảng cỡ chừng nửa tiếng. Mình coi, mình check. Rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, cái thời gian đó chín đàng hoàng rồi mình đem ra, xả nước lạnh liền để giữ cho nó màu trắng. Dạ. Chứ không thôi nó đen. Dạ. Mà nó không bị chín tới nữa. Vừa đúng, nó thơm phức là tại vì mình luộc ở trong cái nước gừng hành đồ đầy đủ hết. Gia vị luôn. Cái thịt nó thơm. Ngon quá. Dạ, trà đá nữa, sướng vậy. Đổ luôn vô luôn con, đổ vô luôn. Dạ, dạ, dạ. Rồi, cảm ơn. Ngon quá. Ngọt bao. Có nhiều bạn sẽ nói là béo quá, ăn nguy hiểm. Biết. Nhưng mà cái chất béo vào đó, nó cover, nó che đậy, làm cho cái tô phở nó nóng lâu hơn nha. Và ăn cái chất béo nó ngon. Đương nhiên nếu mình không thích thì đừng hút cái béo này, mình nuốt cái dưới mình hút đi, chừa lại cũng được. Mà lâu lâu ăn tô phở ngon, có chút béo nó ngon mà. Trời ơi, coi hành trần. Bây giờ để thêm gia vị vào. Vậy đi. Nhưng mà cái bỏ cái quế vào đây đó, gấp ăn nó đã lắm. Cho miếng giá nha. Rồi. Bây giờ Dược ăn, Thảo ăn nó thì lại thích có thêm chút xíu này. Tôi xin lỗi các bạn nha. Có nhiều bạn ăn không có thích để tương vô. Ăn không cũng được, mà Dược Thảo lại thích có cái hương vị chút xíu. Đó, nó hơi ngọt hơn chút. Và nó cay hơn chút. Chút xíu tiêu nữa cũng được đó nè. Dạ. Đó. Còn nếu mà giờ mình muốn đậm đà hương vị nước mắm, nếu muốn nha. Nghe, nhít chút xíu. Đúng chứ. Oh.
Rồi, bây giờ ăn nha. Xin không nói chuyện nha. Ăn cho nó đã các bạn ơi. Cùng ăn và cùng thèm với Dược Thảo nha. Cùng ăn và cùng thèm với Dược Thảo nha. Chơi cái món này luôn. Ngậm. Chứ miếng sách coi. Này gân. Đây là gân nè. Xin lỗi nha. Bà chị Dương. Nắng chiều. Nắng chiều rọi qua cửa. Ngon quá. Tiếp tục nha, tiếp tục chiến đấu nha. Ăn cho hết tô phở cho nó đã. Các bạn đâu có cái gì để nói về phở nữa bây giờ phải không? Tại ai không biết phở. Giờ mỗi người có cách ăn khác nhau. Có người ăn không có giá, không có hành, không có hẹ gì hết thương trong này hết đó. Và có người bỏ đủ hết luôn. Tùy theo cách ăn của mỗi người. Đây là cách ăn của Dược Thảo nha. Ăn cho ngon miệng, ăn cho nó xong tô phở. Để ngồi nó nguội nha. Các bạn nào mà kén ăn dòm Dược Thảo ăn cho thèm nha. Hay là các bạn ghi vô trong thực đơn ngày hôm nay có món phở tự nấu ăn. Đơn giản lắm. Còn nếu các bạn nào nói không biết nấu phở hả, đừng gạt người. Ai cũng biết nấu phở hết nha. Chú có tính bán bánh phở tươi không chú? Bánh phở tươi chú tính bán không? Cái này được coi như là bánh phở tươi. Rồi như thế này. Cái bánh phở khô là cái cọng phở nó cứng và mình để ở ngoài nó khô queo à, không có hư hao gì trên. Đựng trong bịch để ngoài trời vậy đó, để trong tiệm bình thường. Nó giống như là cái cọng bún khô, nó trong bịch cứ để trong nhiệt độ bình thường. Chừng nào cần ăn đem đi nhúng nước cho nó mềm xong mình luộc nó lên. Bánh phở khô là mình để bình thường ở ngoài, không cần để tủ lạnh, không cần để ngăn đá. Khi nào muốn ăn nhúng nước cho mềm, trụng cho nó nấu cho nó trụng, nhúng nước cho mềm xong mình trụng nó lên là chín mình ăn. Còn cái bánh phở ở đây không để ngoài được, phải để trong tủ lạnh.
Tại vì con bánh phở nó mềm, nó không có cứng, không có khô. Tại là không thể gọi bánh phở khô được. Bánh phở này mềm, để trong tủ lạnh. Nếu mà không bảo quản tốt, nó sẽ bị mốc, nó sẽ bị hư. Và trong thời gian có hạn định, chứ không phải muốn để mấy tháng cũng được. Còn bánh phở khô, bún khô, để mấy tháng cũng được, không sao. Cái này nó có quy định bao nhiêu, một ngày, hai ngày, ba ngày, rất rõ ràng. Và phải để trong tủ lạnh và bảo quản tốt, nếu không nó sẽ bị mốc hay bị hư. Bánh phở này không phải bánh phở khô. Còn nói bánh phở tươi là giống như mình mới ép cái bánh phở ra, rồi nó mềm mập rồi đem vô trụng ăn như là hủ tiếu vậy đó. Dạ, cái này không phải cái đó. Ở bên Mỹ nó có loại hủ tiếu cộng bự 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 này nè, để dùng làm bánh phở tươi được, dùng làm nấu hủ tiếu được, dùng làm bún bò Huế, nấu với lại không phải bún bò Huế, bò gì ăn với bánh mì, bò kho, ăn với lại bò kho, đó là cái loại mà hủ tiếu cộng bự như thế này, bự lắm luôn, dạ có cái đó. Còn cái phở ở đây là loại phở không phải phở khô, đây là loại phở tươi được cất trong tủ lạnh đàng hoàng, dạ. Trời ơi, hỏi anh chi đấy, tôi từ ngủ hết trơn rồi trời. Cái tô phở ở phở Bồ Vé đó nhìn nó có bự lắm, nhỏ nhỏ nha, giòn giòn vậy đó mà ăn quá không hết, nhưng có nhiều. Sách rồi. Bên sách nè. Đang bị cái tâm lý là sợ mọi người chờ đợi lâu ăn tô phở, thật ra có đó sai rồi. Tại sao mình phải dội? Nếu bình thường mình ăn tô phở đâu có gì đâu dội, cứ thông thả ăn cho nó ngon. Từ giờ dịch thảo cái tâm trạng là sợ mọi người chờ lâu không à, đâu qua chờ mình đâu, mình ăn cứ ăn, còn ai muốn đi thì cứ đi, đâu ai chờ mình đâu. Đó, tiếp tục. Úi cha, xin phép đã. Đổ mồ hôi hết trơn.
ngon quá. Xin lỗi nha, mồ hôi mồ kê kìa. Nó là mồ hôi dữ tắm á. Ngon quá. Ngưng hay nữa Duy? Đang ngon. Hết rồi mà chứ. Cái gì? Hết rồi mà. Hết đâu còn? Còn nước. Làm xấu nha. Làm xấu được không? Được. Làm xấu nha. Thiệt là xấu hổ luôn. Tiếp tục không? Sắp hết rồi, ráng tí nữa chứ. Đâu phải ráng, đừng nói dùng chữ ráng. Ráng tức là mình ăn không nổi mình mới ráng. Phải không? Ráng tức là ăn không nổi mình mới ráng. Dạ. Này đâu có ráng đâu. Dạ, ok. Đang ăn mà. Mà ngại bà con chờ lâu quá. Ôi chà. Ôi chà. Xấu hổ quá đi. Nè, nói nghe nè. Sam 8 tuổi rồi nha. Ông già này vẫn còn ăn được tô phở đặc biệt của phở Ồ Giá nha. Thành ra các bạn nào lại đây ăn á, nếu đương nhiên mình ăn không hết, mình có quyền order, mình có quyền lấy cái hộp to go mang về. Đâu có sao. Ăn cho ngon mà. Thôi, tới đây thôi. Ú, từ giờ chưa uống nước trà chưa gì hết trơn nè. À, vui quá. À, nói gì nói mà từng tuổi này mà vẫn còn ăn được tô phở. Mà tôi nói thiệt ngon. Ngon thiệt. Uống nước trà đã. Rồi, như vậy nha các bạn. Có một điều không biết có nên nói không? Chia sẻ. Tại vì một cái nhà hàng thì bao giờ cũng phải có nhân viên. Người làm bếp, người chạy bàn, giúp việc có hết. Thì không biết có nên chia sẻ để cho các bạn nào muốn tìm một cái công việc mà ở tại phở Ồ Gia. Nên không Duy? Thôi bây giờ như vậy, cái chia sẻ này coi như để một cái kiến thức cho các bạn nào có thể là đi học, đi làm hay là tìm việc làm mà muốn làm cái ngành nghề liên quan tới nhà hàng. Được không? Chị nha. Cho nên cái này nó không liên quan tới vấn đề ăn uống từ nãy giờ. Nhưng mà sẵn dịp khi ăn một tô phở tại phở Ồ Gia, Việt Thảo muốn chia sẻ tâm tình này để cho có thể biết đâu được qua cái lời nói này các bạn tìm được một công việc làm thích hợp liên quan tới nhà hàng. Mà những công việc nó quá dễ. Bây giờ trước hết là vấn đề chạy bàn, waiter hay là waitress, cashier, nói chung ở dàn phía trước. Và phía sau là coi như là bếp, ship cook. Mình chia làm hai. Thì đối với phía trước hiện giờ các nhà hàng ở bên Mỹ phần lớn là cần phải biết tiếng Anh. Cái điều quan trọng nhất là các bạn phải giỏi tiếng Anh. Khi giỏi tiếng Anh thì các bạn dễ nhận được việc làm hơn và tiền lương có thể cao hơn. Tại vì phần lớn có khách ngoại quốc nữa. Phải không nè? Cho nên điều quan trọng các bạn nên biết tiếng Anh.
Còn không biết tiếng Anh vẫn làm được. Mình không trực tiếp đi order, lấy order với khách, mình đi dọn bàn, bưng đồ. Nhưng như vậy thì cái vai trò của mình trong nhà hàng nó bị khiếm khuyết đi. Ưu tiên ráng tiếng Anh cho giỏi. Điều thứ hai là việc gì cũng làm. Chứ không phải vô đây là tôi vô tôi waiter, waitress, tôi chỉ có đi bưng đồ ăn, tôi lấy order thôi. Còn cái chuyện dọn bàn để cho người khác, dạ không. Tôi nói đây theo tiêu chuẩn của cái phở Ồ Giá. Khi bạn vào làm waiter, waitress ở đây, chuyện gì cũng biết làm. Không biết làm thì học, thì hỏi. Thì như vậy, cái việc làm nó chắc hơn. Còn tiền lương đó hả? Khi hỏi tôi lương bao nhiêu, tôi sẽ trả lời tùy theo con hay tùy theo cháu hay tụi em. Muốn bao nhiêu cho chú biết. Tại vì tôi không trả lương trên cái khả năng làm việc, mà tôi trả lương trên cái đời sống của con người, cái nhu cầu của con người. Thí dụ bây giờ cháu nói, con ở đây, con cần mỗi một ngày khoảng bao nhiêu tiền thì con đủ sống, trả. Tôi không quan trọng vấn đề cao thấp, mà vấn đề cái người đi làm ở đây, họ an tâm, có một cái tiền bảo đảm rằng họ đi làm việc cả ngày ở đây, về sống thoải mái. Dạ? Còn trong bếp cũng vậy. Ở đây không có chuyện là bếp trưởng, bếp phó hay là bếp chánh, bếp phụ. Đối với tôi khi mà đến xin việc làm ở nhà bếp, tôi hỏi có làm việc từ sáng tới tối được không? Có vui vẻ không? Có hòa đồng hay không? Có nặng công việc không? Hay là chuyện gì cũng làm hết? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Và tiền lương bao nhiêu? Tiền lương hỏi chứ ngày anh hay chị muốn bao nhiêu? Tôi trả. Nói có thể không hiểu, thấy nó hơi lạ, nhưng mà tôi muốn nói sơ nét như vậy để cho thấy rằng cái quan trọng của người làm trong bếp không phải là tôi là bếp giỏi hay bếp dở, bếp chánh hay bếp phụ, mà vấn đề ở trong bếp cái gì cũng làm được. Và khi người ta cần mình làm, mình không biết mình hỏi để học. Thì khi bạn cái gì trong bếp, từ đổ rác, từ rửa chén, từ ra bill, từ nấu nướng, chứ cái gì cũng biết, thì đương nhiên bạn là bếp có lương cao. Đại khái như vậy. Để có cơ hội Việt Thảo trình bày rõ hơn, nếu các bạn muốn biết thì cho cái lời bình luận đi. Hay là tôi sẽ làm một cái buổi video rất rõ ràng, chi tiết về làm thế nào để trở thành một người waiter, waitress hay là một người phụ bếp thiệt giỏi. Ok? Rồi vậy đi nha. Ngày hôm nay buổi ăn tới đây cũng coi như đã xong. Thì hẹn lần tới, không biết là mình ăn hay là mình đi đâu nữa đây. Như vậy nha các bạn, hãy theo dõi Việt Thảo qua kênh YouTube của MC Việt Thảo hoặc là Network MCV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Thank you and I love you.